phàn nàn hết tiền tài sự nghiệp này kia. À, thì người ta sẽ không còn dùng cái lời nói đó nữa. Con cũng nghe ở trong kinh đó là một vị vua và chạy tới hỏi Phật nói là ông ngủ ở trong lều, trong chòi lá, ở trong rừng lạnh lẽo như thế này, ông ngủ được ngon không? Trời lạnh mà, với lại ngồi nệm cỏ, với lại áo mỏng manh như thế này, ông ngủ được ăn lạc không ngon không? Thì Phật nói là ăn lạc hạnh phúc ngon. Thì ông đó mới nói là rét bút như thế này mà ông nói hạnh phúc thì không có, chỉ có ở trong phòng kín rồi chăn ấm nệm êm rồi đóng cửa rồi có máy lạnh máy sưởi ấm rồi ngủ nó ngon. Nhưng mà khi đó Đức Phật nói là nếu mà ngủ ở trong ở ngoài không có dục khởi lên thì ngủ vẫn ngon. Nhưng mà khi mà ở trong nhà rồi mà dâm dục khởi lên hay không có cái là phải đi tìm là ngủ không được. Cái đấy nó khởi lên rồi không ngủ được, cứ thao thao suốt cả đêm, kể cả con ngon cô ấm cỡ nào rồi cũng không ngủ được, thức trắng cả đêm. Thầy nói cái này cũng thấy có lý đó. Nhưng mà mình ngủ ngoài mà mình không khởi tham dục, mình không có dâm dục, không có ưa thích, không có khởi lên, không có ai chi phối mình thì mình ngủ ngon. Cũng giống như uống rượu uống bia vô là cũng khởi lên khởi lên uống rượu uống bia rồi không có và thỏa mãn là nó chịu không nổi. Nó có ở trong đó thì nó cũng đau khổ, là cái lý do đó đau khổ. Là do cho dù chuẩn bị ấm cỡ nào hay là tốt đẹp cỡ nào rồi, nhưng mà do mình bỏ được dục tham á, cái dục tham hắn chi phối mình làm cho mình khó chịu lắm. Giờ anh cứ về mà xem ở trong phòng rồi mà không có những cái mà chi phối mình thỏa mãn hay là những cái gì đó là nó không có dừng được đâu. Thầy nói đúng đó, thầy nói chuẩn đó cả nhà. Cái đấy con cũng học ở trong kinh sách ấy, thì con biết được cái điều đó này. Cho dù lạnh lẽo nhưng mà ở ngoài mà mình không có thèm khát, không có khởi lên cái gì là nó không có lo là nó hướng nội. Nó hướng nội là nó ngủ ngon, nó lo, nó khắc phục. Rồi trong những cái thời gian thầy đi á, lúc mà thầy ngủ ngồi thiền định, thầy có nằm mơ hay là cảm giác thấy một cái cảnh thần tiên hay là cảnh cõi tiên nào trên đó? Cảnh thần tiên thì ngủ mơ thì bây giờ là con vẫn học tập, vẫn chưa gọi là vẫn bị chưa thoát khỏi phàm phu được, chưa gọi là thành A-la-hán, chưa gọi là giải thoát được, vẫn bị mơ chi phối. Nhưng mà những cái giấc mơ gọi là mình mơ, nhưng mà không phải là mơ ác mộng. Mơ nó cái chỗ nó đẹp, nó an lạc, nhưng mà mình cũng chán đi. Mình mỗi lần như thế mình thấy lần sau ngủ đừng có mơ mộng gì nữa. Mình không có ưa thích sự mơ này, tại vì cái đấy là cái lạc. Cái lạc của mình cũng phải bỏ, cái khổ của mình cũng bỏ, để mình tập cái đấy để gọi là không có khổ cũng không có lạc cái gì nữa. Để mình đạt được cái thiền định của mình để mình mới giải thoát nổi. Ủa chứ không là khó lắm. Ở ngoài tuy là như thế nhưng mà đầu tiên phải vượt qua cái gian nan mà đầu tiên là mình thấy chịu không nổi đó. Nó chịu không nổi, nó đau, nó sốt, nó cảm, đi trên đường nó nóng, nó sốt, nó bệnh, nó đổ bệnh, cảm thọ, đông nghiệp, nó tâm thân. Tất cả thành ra thì khi đó mình nói chung là học tập. Mình học tập con đi ngày xưa không phải dễ đâu, con biết là con tập nhưng mà nghe Phật dạy thì nói là không có thất bại. Chỉ có thành công. Ngày xưa con đi lên núi Hòn Sơn đó, Ma Thiên Lãnh ở An Giang á. Ở An Giang, Kiên Giang á, An Giang. Ủa thầy đi xa quá. Con ở trên đấy thì nghe một vị tu núi ở trên á kêu nói ngày xưa có ông thầy ở trên này tu mấy chục năm trên á, nhưng mà ông không chịu nổi dâm dục. Cái mỗi lần khởi lên khổ vô ông quá, ông lấy cái dao ông cắt cái cơ quan dâm dục. Thiệt luôn hả? Con thì không gặp nhưng mà nghe họ nói. Nghe họ nói cắt thì vô tình cắt cái sát thịt quá, họ không cứu được, chết đi. Lâu rồi, đó là một cái người như thế, họ là quyết tâm bỏ dục vọng, nhưng mà đến khi nó vẫn không vượt khỏi. Những cái người như thế vượt khỏi nghiệp lực, vẫn bị họ sân hận đến cỡ đó mà không muốn, và họ sẵn sàng hy sinh, họ cắt như thế, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn không vượt qua được cái dục của thế gian. Cái cạm bẫy cám dỗ này gớm lắm. Người ta đi rồi, người ta chẳng hạn như tan kia như thế này, người ta chửi cái kêu thằng kia mày điên hay sao, mày đi kia. Như con thì cũng không muốn nói, nhưng mà như hôm đi trên đường có ông đuổi theo con, nhiều người là cho hay cho, nhưng mà con tưởng là cho cái gì, nhưng mà đuổi theo chửi.
Có luôn hả thầy? Ồ, đuổi theo chửi mặt đỏ ke lên. Lâu chưa? Lâu chưa? Mới thôi. Nhưng mà con cũng không muốn nói họ ở đâu. Tại vì cái đấy là con cũng không muốn nói khi buồn, khi vui á. Họ chửi nhưng mà con im lặng ấy, nhưng mà con cũng nói với họ đường này nhà nước mở mà sao cấm ai được. Yeah. Kêu đừng có đi nữa, đừng có đi, không cấm không được đi đường này. Yeah. Nếu mà con nghĩ đây là nếu mà đường anh mở ra thì anh cấm thì con đi không đi á. Yeah. Nhưng mà đường này mọi người đó, nếu mà họ cái trường hợp như thế mình để coi có buồn khổ ông, có sân hận ông đã. Yeah. Hay là họ khen, họ khen đấy là ông này đi đúng rồi, ông du tu giỏi à, giống Phật Thích Ca để xem có nở mũi ông đã. Yeah. Giống như tại vì khen chê mà. Nhưng mà mình tập được cái là khen mình cũng thế, chê mình cũng thế. Yeah. Chê khen gì mình cũng thấy bình thường cả. Mình tại vì khen mình cũng chả được cái gì, mình chả được cái gì. Yeah. Họ chửi mình rồi cũng đi qua hả, họ đi ngang nhưng mà đi trên đường có nhiều người họ coi chuyên với mình, họ bố thí, họ bố thí thì cái đấy là thuộc về công đức của họ. Mình cũng nói chung là ước nguyện đều công đức thì tất cả mọi cái là đều do cùng duyên nhân quả mà. Yeah. Mình cũng thấy hạnh phúc, họ cũng thấy được hạnh phúc. Yeah. Nhưng mà con thấy người ta đa số người ta chửi thì con thấy con cũng không muốn nhìn mặt họ, nhưng mà con cũng thấy họ không được giống như khi cho cái gì đấy. Yeah. Họ cho được cái gì con thấy họ cười vui hớn hở, còn khi mà chửi họ toàn đỏ mặt với lại họ nhăn nhó không á. Yeah. Hai cái trạng thái đấy con thấy. Yeah. Những cái người mà chửi là đa số ở khi mình thì không biết gì mà ở trên cái trạng thái đó có hai trạng thái đấy thì mình đã là thì ra là ở cái trạng thái mà cười vui vẻ tốt hơn. Yeah. Đúng không? Chứ mà cái trạng thái mà đỏ mặt rồi nhăn nhăn rồi không ưa rồi hầm hồ thì trạng thái đấy mình thấy không tốt mấy. Yeah. Con đây là tuy là con gặp hai đường mà hai cái rồi. Thầy có thầy cho con biết lý do tại sao thầy có quyết tâm đi về Đèo Bảo Lộc vậy thầy? Con thì nói chung là tất cả mọi người bình đẳng con. Yeah. Đi không có, con đi như thế này là không phải là vì lên vì ngại khó như anh nói là đi lên Bảo Lộc cũng đâu có nói là để cho con cái gì đâu. Yeah. Cũng đâu có được cái gì đâu, nhưng mà nghe nói là có cái chỗ này chỗ kia thì con cũng vì cái điều mọi người cũng ước ao thấy đó thì đi mong muốn. Con thì cũng không phải là nói đi để thử sợ hay không sợ, nhưng mà nghe anh nói như thế thì con sẵn sàng thôi, con cũng không sợ. Kể cả bây giờ anh nói là vào cái khu rừng đó. Yeah. Vào cái khu rừng đó có cái miếu đó, có cái chỗ rất là sợ hãi, rất là ghê rợn. Yeah. Ở hỏi đây là sư có dám vào đó không? Yeah. Có dám vào ở không? Cái rừng đó nếu mà biết đường chỉ đường mà nếu yên tĩnh con cũng đi chứ con cũng chả sợ gì cả. Giống như đi lên Bảo Lộc á, con cũng bộ hành lên chứ không phải là mình nói là cái đường kia mình đi gần nhanh cho về cho khỏe. Yeah. Con biết là lên đây thì kiểu gì cũng gặp mưa. Yeah, rồi thầy lên đó thì có miếu Ba Cô đó cũng. Yeah. Rất là linh. Thầy chỗ đó thầy cũng tá túc được. Vâng. Cái chỗ mấy chỗ miếu thì đa số là cái chỗ miếu mà người ta bỏ vắng vẻ thì mình để đổ, nhưng mà cái chỗ mà miếu mà người ta vẫn còn thắp hương á. Yeah. Là thỉnh thoảng người ta tới người ta xin thắp hương, cái mình đang nằm ngủ hay cái gì đó họ tới thì họ chụp hình quay phim thấy không thấy. Yeah. Chẳng hạn như họ chụp hình quay phim mà khi mình tỉnh. Yeah. Thì không sao, nhưng mà lỡ áo quần sọc sạch hay là cái gì đó họ lọa thân lọa lồ họ chụp cái không ra gì nữa. Vậy, ví dụ như như cái chỗ đó, như chỗ mà Bảo Lộc vừa rồi sạt lở thì thầy có thể có một cái điều gì nói với cả nhà không? Cái sạt lở thì những cái đó thì do nhân quả những cái người bị đó thôi. Nhân duyên là sao thầy? Nghiệp của họ, cái chỗ chết của họ hay là đến đoạn tận của đấy. Dạ. Thì họ tới đó, kể cả nếu mà họ không vì nghiệp họ bị tai nạn, kể cả họ thoát chỗ này thì họ cũng bị chỗ khác thôi. Yeah. Tại vì cái quả là ác của họ. Yeah. Đã ấy rồi, dù do có kiểu gì rồi trước sau gì họ cũng bị thôi, nhưng mà họ mà biết làm cái điều lành điều thiện. Yeah. Thì họ mới chuyển đổi cho họ được, nhưng mà đến cái duyên đó thì chấp nhận thôi chứ không. Nhưng mà mình nói là tại sao cả bao nhiêu người đi đó không chết mà lại mấy người đó. Yeah. Thì mình mới biết kể cả họ có nhiều người cũng đi đó mà không chết. Yeah. Nên là có nhân quả nghiệp của họ đó thì mình thấy vui vẻ, nhưng mà cho dù họ không nghiệp cỡ nào hay thì cỡ nào mình không biết. Yeah. Nhưng mà mình thâm tâm của mình vẫn ước tu hành
đi bộ hành như thế này, mà nguyện có công đức nào thì cũng hồi hướng công đức cho họ. Yeah. Mong cho họ được hạnh phúc, vui vẻ. Yeah. Cái hạnh phúc của họ. Nói chung là hạnh, có đứa quyền hạnh phúc á, là tùy theo họ như thế nào gọi là hạnh phúc đối với họ. Yeah. Chẳng hạn có nhiều người là muốn hạnh phúc là có tiền. Yeah. Mới hạnh phúc, có hạnh phúc là có xe. Yeah. Họ mới hạnh phúc thì tùy theo cái hạnh phúc của họ. Còn nói chung là ước nguyện cho họ cảm giác thấy cái gì mà đối với họ hạnh phúc nhất thì mong cho họ được như ước nguyện của họ như thế. Yeah. Như con là hạnh phúc là được thành Phật giải thoát là con hạnh phúc thôi. À, có khi nào thầy nằm mơ thấy điều đó không? À, con thấy rồi, cái đấy con thấy, con có niềm tin này con mới đi. Mình thấy ở đâu ạ? À? Thấy ở trong tiềm thức của mình nhé. Cái trí giác của mình nhiều khi mà nó thanh tịnh, nó khởi lên thì mình thấy. Dạ, rồi mình lên cõi trên đó. Mình thấy, nói chung cái đây cái điều con chưa gọi là chưa xác chứng, chưa chắc thực chứng, chưa thấy được gọi là thấy mơ mơ ảo ảo, mình không nói được. Yeah. Khi nào mà mình thấy rõ thực chứng, mình gọi là kiểm đi kiểm lại nhiều. Yeah. Lần giống như mà mình làm một bài toán ấy, rồi mình thử đi thử lại nhiều lần, thấy kết quả nó hoàn toàn 100 lần mà thấy kết quả nó đúng như thế rồi, rồi mình lại thử đi thử lại 1000 lần nữa. Yeah. Thấy nó hợp lý, nó chắc chắn thì mình hãy nói. Yeah. Nhưng mà mới đầu được một cái mình chưa dám nói. Mình phải khảo nghiệm thực nghiệm thực tế rõ ràng đích thực đó là như thế. Yeah. Thì mình mới dám nói với người ta là tôi thấy được, tôi biết được như thế này, chứ mình mới sơ sơ chưa gì đó vội nói, mình chưa xác chứng chưa thực nghiệm á. Yeah. Nhưng mà có Phật. Yeah. Có Phật có, nhưng mà để muốn được thành Phật khó lắm, không phải dễ, phải trì giới học tập đầy đủ. Yeah. Con biết quay phim như thế này, con thì cũng chả muốn quay phim như thế này đâu. Tại vì tất cả mọi người như anh muốn quay phim thì cứ quay, vì sao là thấy hạnh phúc, muốn đưa kiểu gì cũng được. Nhưng mà thầy chia sẻ những điều hay cho mọi người coi mà, hay mà. Có người chê, có người chửi, tại vì chê ít, khen nhiều hơn. Đi trên đường này con đã biết rồi mà. Yeah. Con đã biết, không cần phải xem trên video mà con đã biết đầy người người ta chửi hầm học, đầy người ta đòi đánh nạt lộ, đầy người người ta cho. Yeah. Đầy người ta khen, đầy người ta nói. Con đã thực tế ở trên này là giống như một cái con ở trên đường này là hình ảnh sống động. Yeah. Của con là con đã thấy rồi. Yeah, con thầy đã thấy thực tế trên đường rồi. Dạ, con cần phải qua màn ảnh luôn. Đúng rồi, con nói là cái người này mà xem được cái video này thì chắc chửi ổm nói lung tung thế đâu mà con biết. Tại yeah. vì thực tế mình đi đây họ đã nói rồi mà. Yeah. Có thực tế ngoài đường có luôn. Có y như thế mà, có người khen, người chê, người chửi đầy đủ hết. Nhưng mà mình vẫn vui tươi hả? Dạ, mình vẫn mỉm cười rồi. Có yeah. nhiều người mình đạt nộ vẫn chưa kịp ước nguyện cho họ được hạnh phúc nữa. Yeah. Họ nói xong cái họ bỏ họ đi nhanh quá. Yeah. Có đầy đủ hết, không có thiếu thứ gì cả. Nhưng mà người ta chửi mình cũng ước nguyện cho ta hạnh phúc luôn. Vâng. Yeah. Họ chửi thì mình cũng nói là chủ yếu là mình làm sao mà được cái đạt được cái niềm vui, được cái yeah. hạnh phúc của mình, cho dù không cỡ nào. Giờ đi như thế này thì cả như mấy bữa trước gặp anh kia kêu thấy hùng hổ tới, con nói xong rồi tới đó. Nếu mà nghiệp á thì con cứ đứng đây hoặc là để con ngồi xuống đây muốn đánh đấm ra tay ấy. Yeah. Chứ chưa gì, nhưng mà thấy nạt nộ vài câu rồi bỏ chạy mất. Yeah. Nhưng mà họ mà cô cỡ nào thì mình cũng chấp nhận. Yeah. Coi như là cái nghiệp quả, cái tai nạn của mình giống như mấy cái người mà bị tai nạn đấy. Yeah. Thì mình đi sống như thế này mình cũng nói là nghiệp tới, tai nạn tới cũng vui vẻ, chứ cũng không có chạy, cũng không có gì cả. Rồi ví dụ như bây giờ thầy mà lên trên đèo Bảo Lộc thì thầy sẽ niệm những câu gì? Thì đâu có niệm, thì niệm là giống như hồi nãy con nói đó. Yeah. Mình làm sao mà được vô tham, để mong cho họ khi mà họ biết được rồi họ cũng được vô tham nữa. Yeah. Mong cái đó thôi, là cái đó là cái điều hạnh phúc nhất. Yeah. Chứ đâu có phải là lên để đọc thần chú hay là con đâu có ban phát được cái gì đâu. Yeah. Nhưng mà biết sao mà họ thấy giảm cái lòng tham cái này cho người khác bố thí, rồi thấy được cái rộng rãi của mình, rồi thấy được vui vẻ là họ hạnh phúc. Yeah. Cái đấy, nhưng mà cái hạnh phúc này không ai biết cả. Con yeah. chỉ có những người tin Phật nghe mới biết. Con ngày xưa cũng tưởng đi làm có nhiều tiền được hạnh phúc, nhưng mà không phải. Yeah. Ôm đống tiền rồi vẫn khổ. Yeah. Họ cho dù anh ngồi trên đống vàng rồi vẫn khổ. Yeah. Anh bữa sau nếu mà không tin, bữa sau mà anh đi hỏi những cái người mà giàu có. Yeah. Những cái người rồi họ coi họ có thấy hạnh phúc không? Nhưng mà họ kể cả ngồi trên đống vàng
có người ngồi trên đúng quyền chức như vua rồi vẫn phố. Nhìn thấy như thế rồi mình mới biết là thì ra là cái sự hạnh phúc là không phải nhiều tài sản, nhiều quyền lực hay là nhiều cái gì mình đạt được hạnh phúc, mà hạnh phúc là mình không có cái gì cả. Mình nhìn thấy họ ai cũng tham cả, mình không tham nữa, mình đứng mình không có cái gì nữa, mình thấy mình vui vẻ. Còn thấy cái điều đấy, tại vì họ có nhà như thế này, con không có nhà. Con có cái gì cả, thôi cái chỗ nào bẩn bẩn đó, hôi hôi đó, mình ngồi mình nghỉ rồi thế qua đêm rồi mai mình đi mất đấy, mình cũng thấy nếu mà có cái nhà này là con phải ở đây để con coi. Coi nhà chứ không thỏa phải. Nhưng mà giờ con đi đâu có coi đâu. Anh đấy, con không có coi cái gì, không có sợ mất cái gì nữa. Kể cả cái thân của con đây bây giờ con bỏ cho mình sợ chết. Mình sợ họ đánh đập. Nhưng mà giờ mình không sợ chết nữa, chả sợ họ đánh đập nữa. Mình đấy, tại vì giờ con chán lắm. Con cũng nói là đi sống như thế này thêm họ, giờ mà họ có giết chết. Nhưng mà sống thêm nữa nó cũng như thế này, khổ khổ cho mình, nhưng mà họ giết chết được nhân quả trả cho họ hạnh phúc, được tốt đẹp, thì khi đó mình tập cái là không sợ nữa. Nhưng mà nói thì nói thế, nhưng mà trong tâm mình hắn vẫn sợ hãi. Vẫn chưa khắc phục được, con vẫn biết, tại vì mũi chích vẫn khó chịu, với lại nhiều thứ từ bao nhiêu người phải, con vẫn biết để có cái thời gian tập luyện nhiều thì hắn mới được, nhưng mà mới được một vài ngày là không được. Phải tập nhiều, tập liên tục đi. Đang trăng êm nệm ấm, đang quyền quý cao sang. Ví dụ ý con nói, quý nói ví dụ. Người ta đang công việc sức khỏe dồi dào, công việc thì đầy đủ, thì người ta có thể ta buông nói những cái câu như vậy. Đúng rồi. Nhưng mà khi người ta đã gặp hoạn nạn, hết tiền tài sự nghiệp này kia, thì con, người ta sẽ không còn dùng cái lời nói đó nữa. Con cũng nghe ở trong kinh đó là một vị vua và chạy tới hỏi Phật, nói là ông ngủ ở trong trong lều, trong chòi lá, ở trong rừng lạnh lẽo như thế này, ông ngủ được ngon không? Trời lạnh mà, với lại ngồi nệm cỏ, với lại áo mỏng manh như thế này, ông ngủ được an lạc không ngon không? Thì Phật nói là an lạc, hạnh phúc ngon. Thì ông đó mới nói là red boot như thế này, và ông nói hạnh phúc thì không có, chỉ có ở trong phòng kín, rồi chăn ấm nệm êm, rồi đóng cửa, rồi có máy lạnh, máy sưởi ấm, rồi ngủ nó ngon. Nhưng mà khi đó Đức Phật nói là nếu mà ngủ ở trong ở ngoài không có dục khởi lên thì ngủ vẫn ngon. Nhưng mà khi mà ở trong nhà rồi mà dâm dục khởi lên hay không có cái là phải đi tìm là ngủ không được. Cái đấy nó khởi lên rồi không ngủ được, cứ thao thao suốt cả đêm, kể cả con ngon có ấm cỡ nào rồi cũng không ngủ được, thức trắng cả đêm. Thầy nói cái này cũng thấy có lý đó. Nhưng mà mình ngủ ngoài mà mình không khởi tham dục, mình không có dâm dục, không có ưa thích, không có khởi lên, không có ai chi phối mình thì mình ngủ ngon. Cũng giống như uống rượu, uống bia vô là cũng khởi lên khởi lên, uống rượu, uống bia rồi không có và thỏa mãn là nó chịu không nổi. Nó có ở trong đó thì nó cũng đau khổ, là cái lý do đó. Đau khổ. Là do cho dù chuẩn bị ấm cỡ nào hay là tốt đẹp cỡ nào rồi, nhưng mà do mình bỏ được dục tham á, cái dục tham hắn chi phối mình. Làm cho mình khó chịu lắm. Giờ anh cứ về mà xem ở trong phòng rồi mà không có những cái mà chi phối mình thỏa mãn hay là những cái gì đó là nó không có gì ngủ được đâu. Thầy nói đúng đó, thầy nói chuẩn đó cả nhà. Cái đấy con cũng học ở trong kinh sách ấy, thì con biết được cái điều đó rồi. Cho dù lạnh lẽo nhưng mà ở ngoài mà mình không có thèm khát, không có khởi lên cái gì là nó không có lo là nó hướng nội. Nó hướng nội là nó ngủ ngon, nó lo, nó khắc phục. Rồi trong những cái thời gian thầy đi á, lúc mà thầy ngủ ngồi thiền định, thầy có nằm mơ hay là cảm giác thấy một cái cảnh thần tiên hay là cảnh cõi tiên nào trên đó? Cảnh thần tiên thì ngủ mơ thì bây giờ là con vẫn học tập, vẫn chưa gọi là vẫn bị chưa thoát khỏi phàm phu được, chưa gọi là thành A-la-hán, chưa gọi là giải thoát được, vẫn bị mơ chi phối. Nhưng mà những cái giấc mơ gọi là mình mơ, nhưng mà không phải là mơ ác mộng. Mơ nó cái chỗ nó đẹp, nó an lạc, nhưng mà mình cũng chán đi. Mình mỗi lần như thế mình thấy lần sau ngủ đừng có mơ mộng gì nữa. Mình không có ưa thích sự mơ này, tại vì cái đấy là cái lạc. Cái lạc của mình cũng phải bỏ, cái khổ của mình cũng bỏ, để mình tập cái đấy để gọi là không có khổ cũng không có lạc cái gì nữa. Để mình đạt được cái thiền định của mình để mình mới giải thoát nổi. Ủa chứ không là khó lắm. Ở ngoài tuy là như thế, nhưng mà đầu tiên phải vượt qua cái gian nan, cái gian nan, cái mà
đầu tiên là mình thấy chịu không nổi đó. Nó chịu không nổi, nó đau, nó sốt, nó cảm, đi trên đường nó nóng, nó sốt, nó bệnh, nó đổ bệnh, cảm khó, đông nghiệp, nó tâm thần. Tất cả thành ra thì khi đó mình nói chung là học tập. Mình học tập con đêm ngày xưa. Không phải dễ đâu, con biết là con tập nhưng mà nghe Phật dạy thì nói là không có thất bại. Chỉ có thành công. Ngày xưa con đi lên núi Hòn Sơn đó, Ma Thiên Lãnh ở An Giang á. Ở An Giang, Kiên Giang á, An Giang. Ủa thầy đi xa quá. Con ở trên đấy thì nghe một vị tu núi ở trên á, kêu nói ngày xưa có ông thầy ở trên này tu mấy chục năm trên á, nhưng mà ông không chịu nổi dâm dục. Cái mỗi lần khởi lên khổ vô ông quá, ông lấy cái dao ông cắt cái cơ quan dâm dục. Thiệt luôn không? Ồ, con thì không gặp nhưng mà nghe họ nói. Nghe họ nói cắt thì vô tình cắt cái sát thịt quá, họ không cứu được chết đi. Lâu rồi, đó là một cái người như thế. Họ là quyết tâm bỏ dục vọng nhưng mà đến khi nó vẫn không vượt khỏi. Những cái người như thế vượt khỏi nghiệp lực, vẫn bị họ sân hận đến cỡ đó mà không muốn, và họ sẵn sàng hy sinh, họ cắt như thế, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn không vượt qua được cái dục của thế gian. Cái cạm bẫy cám dỗ này gớm lắm. Người ta đi rồi, người ta chẳng hạn như tan kia như thế này, người ta chửi cái kêu thằng kia mày điên hay sao, mày đi kia. Như con thì cũng không muốn nói, nhưng mà như đi trên đường có ông đuổi theo, con nhiều người là cho hay cho, nhưng mà con tưởng tượng là cho cái gì, nhưng mà đuổi theo chửi. Có luôn hả thầy? Đuổi theo chửi mặt đỏ kè lên. Lâu chưa? Mới thôi, nhưng mà con cũng không muốn nói họ ở đâu, tại vì cái đấy là con cũng không muốn nói khi buồn khi vui á. Họ chửi nhưng mà con im lặng ấy, nhưng mà con cũng nói với họ đường này nhà nước mở mà sao cấm ai được. Kêu đừng có đi nữa, đừng có đi, không cấm không được đi đường này. Nếu mà con nghĩ đấy là nếu mà đường anh mở ra thì anh cấm thì con đi không đi á. Nhưng mà đường này mọi người đó, nếu mà họ cái trường hợp như thế, mình để coi có buồn khổ không, có sân hận không đã. Hay là họ khen đấy là ông này đi đúng á, ông du tu giỏi á, giống Phật Thích Ca, để xem có nở mũi không đã. Giống như tại vì khen chê mà. Nhưng mà mình tập được cái là khen mình cũng thế, chê mình cũng thế. Chê khen gì mình cũng thấy bình thường cả. Mình tại vì khen mình cũng chả được cái gì, mình chả được cái gì. Họ chửi mình rồi cũng đi qua hả, họ đi ngang, nhưng mà đi trên đường có nhiều người họ coi chuyên với mình, họ bố thí thì cái đấy là thuộc về công đức của họ. Mình cũng nói chung là ước nguyện đều công đức thì tất cả mọi cái là đều do cùng duyên nhân quả mà. Mình cũng thấy hạnh phúc, họ cũng thấy được hạnh phúc. Nhưng mà con thấy người ta đa số người ta chửi thì con thấy con cũng không muốn nhìn mặt họ, nhưng mà con cũng thấy họ không được giống như khi cho cái gì đấy. Họ cho được cái gì con thấy họ cười vui hớn hở, còn khi mà chửi họ toàn đỏ mặt với lại họ nhăn nhó không á. Hai cái trạng thái đấy con thấy. Những cái người mà chửi là đa số ở khi mình đi không biết gì mà ở trên cái trạng thái đó, có hai trạng thái đấy thì mình nói là thì ra là ở cái trạng thái mà cười vui vẻ tốt hơn. Đúng không? Chứ mà cái trạng thái mà đỏ mặt rồi nhăn rồi không ưa rồi hầm hồ thì trạng thái đấy mình thấy cười không tốt mấy. Con đây là tuy là con gặp hai đường mà hai cái. Rồi thầy có thầy cho con biết cái lý do tại sao thầy có quyết tâm đi về đèo Bảo Lộc vậy thầy? Con thì nói chung là tất cả mọi người bình đẳng. Con đi không có, con đi như thế này là không phải là vì lên vì ngại khó, như anh nói là đi lên Bảo Lộc cũng đâu có nói là để cho con cái gì đâu. Cũng đâu đưa được cái gì đâu, nhưng mà nghe nói là có cái chỗ này chỗ kia thì con cũng vì cái điều mọi người cũng ước ao thấy đó thì đi mong muốn. Con thì cũng không phải là nói đi để thử sợ hay không sợ, nhưng mà nghe anh nói như thế thì con sẵn sàng thôi, con cũng không sợ. Kể cả bây giờ anh nói là vào cái khu rừng đó, vào cái khu rừng đó có cái miếu đó, có cái chỗ rất là sợ hãi, rất là ghê rợn. Hỏi đây là sư có dám vào đó không? Có dám vào ở không? Cái rừng đó nếu mà biết đường chỉ đường mình, nếu yên tĩnh con cùng đi chứ con cũng chả sợ gì cả. Giống như đi lên Bảo Lộc á, con cùng bộ hành lên chứ không phải là mình nói là cái đường kia mình đi gần nhanh cho về cho khỏe.
Con biết là lên đây thì kiểu gì cũng gặp mưa. Dạ, rồi thầy lên đó thì có miếu Bà Cô đó, cũng rất là linh. Thầy chỗ đó thầy cũng tá túc được. Cũng... cái chỗ mấy chỗ miếu thì đa số là cái chỗ miếu mà người ta bỏ vắng vẻ thì mình tới đổ, nhưng mà cái chỗ mà miếu mà người ta vẫn còn thắp hương á, là thỉnh thoảng người ta tới người ta xin thắp hương cái mình đang nằm ngủ hay cái gì đó, họ tới thì họ chụp hình quay phim thấy không thấy. Chẳng hạn như họ chụp hình quay phim mà phim mình tỉnh thì không sao, nhưng mà lỡ áo quần sọc sạch hay là cái gì đó họ lọa thân lọa lồ họ chụp cái không ra gì nữa. Vậy ví dụ như như cái chỗ đó, như chỗ mà Bảo Lộc vừa rồi sạt lở, thì thầy có thể có một cái điều gì nói với cả nhà không? Cái sạt lở thì những cái đó thì do nhân quả những cái người bị đó thôi. Nhân duyên là sao thầy? Nghiệp của họ, cái chỗ chết của họ hay là đến đoạn tận rồi đấy. Thì họ tới đó, kể cả nếu mà họ không vì nghiệp họ bị tai nạn, kể cả họ thoát chỗ này thì họ cũng bị chỗ khác tới. Tại vì cái quả làm ác của họ đã ấy rồi, dù cho có kiểu gì rồi trước sau gì họ cũng bị thôi, nhưng mà họ mà biết làm cái điều lành điều thiện thì họ mới chuyển đổi cho họ được, nhưng mà đến cái duyên đó thì chấp nhận thôi chứ không. Nhưng mà mình nói là tại sao cả bao nhiêu người đi đó không chết mà lại mấy người đó thì mình mới biết, kể cả họ có nhiều người cũng đi đó mà không chết. Nên là có nhân quả nghiệp của họ đó thì mình thấy vui vẻ, nhưng mà cho dù họ không nghiệp cỡ nào hay thì cỡ nào mình không biết, nhưng mà mình thâm tâm của mình vẫn có ước tu hành đi bộ hành như thế này, mà nguyện có công đức nào thì cũng hồi hướng công đức cho họ, mong cho họ được hạnh phúc vui vẻ, cái hạnh phúc của họ. Nói chung là hạnh, có đối quyền hạnh phúc á, là tùy theo họ như thế nào gọi là hạnh phúc đối với họ. Chẳng hạn có nhiều người là muốn hạnh phúc là có tiền mới hạnh phúc, có hạnh phúc là có xe họ mới hạnh phúc, thì tùy theo cái hạnh phúc của họ. Còn nói chung là ước nguyện cho họ cảm giác thấy cái gì mà đối với họ hạnh phúc nhất thì mong cho họ được như ước nguyện của họ như thế. Như con là hạnh phúc là được thành Phật giải thoát là con hạnh phúc thôi. Có khi nào thầy nằm mơ thấy điều đó không? Con thấy rồi, cái đấy con thấy, con có niềm tin này con mới đi. Mình thấy ở đâu ạ? Thấy ở trong tiềm thức của mình nhé, cái trí giác của mình nhiều khi mà nó thanh tịnh, nó khởi lên thì mình thấy. Rồi mình lên cõi trên đó. Mình thấy, nói chung cái đây cái điều con chưa gọi là chưa xác chứng, chưa chắc thực chứng, chưa thấy được gọi là thấy mơ mơ ảo ảo, mình không nói được. Khi nào mà mình thấy rõ thực chứng, mình gọi là kiểm đi kiểm lại nhiều lần, giống như mà mình làm một bài toán ấy, và mình thử đi thử lại nhiều lần, thấy kết quả nó hoàn toàn 100 lần mà thấy kết quả nó đúng như thế, rồi mình lại thử đi thử lại 1000 lần nữa, thấy nó hợp lý, nó chắc chắn thì mình hãy nói. Nhưng mà mới đầu được một cái mình chưa dám nói. Mình phải khảo nghiệm thực nghiệm thực tế rõ ràng đích thực đó là như thế thì mình mới dám nói với người ta là tôi thấy được, tôi biết được như thế này, chứ mình mới sơ sơ chưa gì đó vội nói, mình chưa chắc chứng, chưa thực nghiệm á. Nhưng mà có Phật, có Phật có, nhưng mà để muốn được thành Phật khó lắm, không phải dễ, phải đi giới học tập đầy đủ. Con biết quay phim như thế này, con thì cũng chả muốn quay phim như thế này đâu, tại vì tất cả mọi người như anh muốn quay phim thì cứ quay, miễn sao là thấy hạnh phúc, muốn đưa kiểu gì cũng được. Nhưng mà thầy chia sẻ những điều hay cho mọi người coi mà, hay mà. Có người chê, có người chửi, tại vì chê ít, khen nhiều hơn. Đi trên đường này con đã biết rồi mà, con đã biết, không cần phải xem trên video mà con đã biết đầy người người ta chửi hầm học, đầy người ta đòi đánh nạt lộ, đầy người ta cho, đầy người ta khen, đầy người ta nói. Con đã thực tế ở trên này là giống như một đi con ở trên đường này là hình ảnh sống động của con, là con đã thấy rồi. Con đầy thấy thực tế trên đường rồi. Con cần phải qua màn ảnh luôn. Đúng rồi, con nói là cái người này mà xem được cái video này thì chắc chửi ổm nói lung tung thế nữa mà con biết. Tại vì thực tế mình đi đây họ đã nói rồi mà. Có thực tế ngoài đường có luôn. Có y như thế mà, có người khen, người chê, người chửi đầy đủ hết. Nhưng mà mình vẫn vui tươi hả? Dạ, mình vẫn mỉm cười rồi. Có nhiều người mình đạt nộ vẫn chưa kịp ước nguyện cho họ được hạnh phúc nữa. Họ nói xong cái họ bỏ, họ đi nhanh quá. Có đầy đủ hết, không có thiếu thứ gì cả. Nhưng mà người ta chửi mình cũng ước nguyện cho người ta hạnh phúc luôn. Họ chửi thì mình cũng nói là
chủ yếu là mình làm sao mà để cái đạt được cái niềm vui, được cái hạnh phúc của mình, cho dù có cỡ nào giờ đi như thế này, kể cả ở như mấy bữa trước gặp anh kia kêu thấy hùng hổ, tới con nói xong rồi tới rồi. Nếu mà nghiệp á thì cứ con cứ đứng đây hoặc là để con ngồi xuống đây muốn đánh đấm ra tay ấy. Dạ. Chứ chưa gì, nhưng mà thấy nạt nộ vài câu rồi bỏ chạy mất. Dạ. Nhưng mà họp mà cô tội nào thì mình cũng chấp nhận. Dạ. Coi như là cái nghiệp quả, cái tai nạn của mình giống như mấy cái người mà bị tai nạn đấy. Dạ. Thì mình đi sống như thế này mình cũng nói là nghiệp tối. Tai nạn tới cũng vui vẻ, chứ cũng không có chạy, cũng không có gì cả. Rồi ví dụ như bây giờ thầy mà lên trên đèo Bảo Lộc thì thầy sẽ niệm những câu gì? Thì đâu có niệm, thì niệm là giống như hồi nãy con nói đó. Dạ. Mình làm sao mà đừng có tham, để mong cho họ, khi mà họ biết được rồi họ cũng đừng có tham nữa. Dạ. Mong cái đó thôi, là cái đó là cái điều hạnh phúc nhất. Dạ. Chứ đâu có phải là lên để đọc thần chú hay là con đâu có ban phát được cái gì đâu. Yeah. Nhưng mà biết sao mà họ thấy giảm cái lòng tham với lại cho người khác bố thí, rồi thấy được cái rộng rãi của mình, rồi thấy được vui vẻ là họ hạnh phúc. Yeah. Cái đấy, nhưng mà cái hạnh phúc này không ai biết cả. Con yeah. chỉ có những người tin Phật nghe mới biết. Con ngày xưa cũng tưởng đi làm có nhiều tiền được hạnh phúc, nhưng mà không phải. Yeah. Ôm đống tiền rồi vẫn khổ. Yeah. Họ cho dù anh ngồi trên đống vàng người vẫn khổ. Yeah. Anh vừa sau, nếu mà không tin, vừa sau mà anh đi hỏi những cái người mà giàu có. Yeah. Những cái người rồi họ coi họ có thấy hạnh phúc không? Nhưng mà họ kể cả ngồi trên đống vàng, có người ngồi trên đống quyền chức như vua rồi vẫn khổ. Yeah. Nhìn thấy như thế rồi mình mới biết là thì ra là cái sự hạnh phúc là không phải nhiều tài sản, nhiều quyền lực hay là nhiều cái gì mình đạt được hạnh phúc, mà hạnh phúc là mình không có cái gì cả. Yeah. Mình chỉ thấy họ ai cũng tham cả, mình không tham nữa, mình đứng mình không có cái gì nữa, mình thấy mình vui vẻ. Yeah. Con thấy cái điều đấy, tại vì họ có nhà như thế này, con không có nhà. Yeah. Con có cái gì cả thôi, cái chỗ nào bẩn đó, hôi hôi đó, mình ngồi mình nghỉ rồi thế qua đêm rồi mai mình đi mất đấy, mình cũng thấy nếu mà có cái nhà này là con phải ở đây để con coi. Yeah. Coi nhà chứ không họ phải. Yeah. Nhưng mà giờ con đi đâu có coi đâu. Anh đấy, con không có coi cái gì, không có sợ mất cái gì nữa. Yeah. Kể cả cái thân của con đây bây giờ con bỏ cho mình sợ chết. Cho mình sợ chết, mình sợ họ đánh đập. Yeah. Nhưng mà giờ mình không sợ chết nữa, chả sợ họ đánh đập nữa. Mình đấy, tại vì giờ con chán lắm. Con cũng nói là đi sống như thế này thêm họ, giờ mà họ có giết chết. Yeah. Nhưng mà sống thêm nữa nó cũng như thế này, khổ cho mình, nhưng mà họ giết chết được nhân quả trả cho họ hạnh phúc. Yeah. Được tốt đẹp thì khi đó mình tập cái là không sợ nữa. Yeah. Yeah, nhưng mà nói thì nói thế, nhưng mà trong tâm mình hắn vẫn sợ hãi. Yeah. Vẫn chưa khắc phục được, con vẫn biết, tại vì mũi chích vẫn khó chịu với lại nhiều thứ từ bao nhiêu người phải. Con vẫn biết để có cái thời gian tập luyện nhiều thì hắn mới được, nhưng mà mới được một vài ngày là không được. Yeah. Phải tập nhiều, tập liên tục đi.